Mới đây nhất, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 86 trường hợp là người Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước. Những công dân này nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2020, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 trường hợp là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Được biết, những công dân nhập cảnh trái phép này có độ tuổi khá rộng, từ 15 đến 52 tuổi, thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình và Cà Mau. Những trường hợp nhập cảnh trái phép sau đó đã cho lời khai, thừa nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Họ đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 5 2020. Do tình hình dịch Covid-19 và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh, những người nhập cảnh trái phép nên họ tìm cách vượt biên về Việt Nam. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế đối với 86 công dân này, đồng thời đưa cách ly theo đúng quy định. Trước sự việc này, nhiều người dân đã bày tỏ sự bất bình bởi thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long hiện đã xuất hiện ca mắc Covid-19 liên quan đến việc nhập cảnh trái phép. Ai cũng hy vọng người dân sẽ giữ gìn ý thức hơn để có thể ngăn chặn việc lây lan của virus SARS-CoV-2.